Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo đó, vụ thứ nhất, hai đối tượng có quê tại Nghệ An và Hà Tĩnh vào khoảng cuối năm 2020 đã xuất cảnh trái phép sang Lào. Đến nay do không có việc làm ổn định nên đã đăng ký tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để được về nước. Quá trình làm thủ tục nhập cảnh thì lực lượng của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện hành vi hai đối tượng trước đó đã xuất cảnh trái phép. Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An còn phát hiện thêm hai đối tượng có quê tại tỉnh Nghệ An và Lào Cai, đều làm thuê ở Lào nhưng do sức khỏe không đảm bảo, công việc không ổn định nên hai đối tượng đã tìm cách vượt biên giới trái phép để về nước thì lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ. Hiện tại, đơn vị tại địa phương đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa các đối tượng đi cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh An Giang đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì vẫn có những đối tượng bất chấp các quy định thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Một sới bạc hoạt động tinh vi trong mùa dịch vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ. Mới đây tại khu đất trống của ông Trần Văn Xì, sinh năm 1972, trú tại ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Chi Tôn, nhiều đối tượng tụ tập sát phạt ăn thua bằng tiền theo hình thức lắc tài xỉu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy, công an huyện Chi Tôn đã nhanh chóng phối hợp cùng với công an địa phương triển khai hành động, bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt được 8 đối tượng, thu giữ một bộ lắc tài xỉu, một bộ bài, 4 máy bộ đàm và trên 24 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Các đối tượng bước đầu khai nhận, để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng lựa chọn địa điểm là đồi núi khó tiếp cận, bố trí nhiều lớp canh đường và sử dụng cả bộ đàm để liên lạc với nhau để cảnh giới. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình tai nạn giao thông đang có những diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau như chủ phương tiện có nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là bất cập về hạ tầng. Thực trạng khiến nhiều người dân hết sức lo lắng. Quốc lộ 9, tuyến đường huyết mạch trên trục hành lang kinh tế Đông Tây. Đây cũng là khu vực ghi nhận từ đầu năm đến nay đã xảy ra 18 vụ tai nạn, làm chết 12 người và bị thương 12 người. Đường 9 thì hầu như là các vụ tai nạn xảy ra là do những đoạn cua gấp. Người lạ thì người ta lạ đường vì những đoạn cua, nhiều đoạn cua đèo dốc gấp, sạt lở. Không chỉ tuyến quốc lộ 9, tại thành phố Đông Hà, lượng phương tiện đi qua thành phố cũng liên tục tăng cao. Trong khi đó hiện nay, thành phố Đông Hà chưa có đường tránh. Tai nạn xảy ra chủ yếu xe container, xe vận tải lớn, xe khách đường dài. Rồi các phương tiện là xe gắn máy, xe mô tô. Do đó thì phải có thêm một cái tuyến đường hoặc là phân luồng cho các phương tiện này không đi qua địa bàn trung tâm thành phố, đi qua những cái khu mà tập trung nhiều trường học và nhiều khu chợ, khu dân sinh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Quảng Trị đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người và bị thương 83 người. Tăng gần 40% số người chết và trên 50% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị đã xử phạt trên 10.000 trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường mọi cái phương tiện, mọi biện pháp, tuần tra kiểm soát, thực hiện cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao cái ý thức của người dân, khảo sát lại bất cập của hạ tầng giao thông trên tuyến, kiến nghị với cơ quan chức năng khắc phục, đưa vào cái hệ thống giám sát, xử lý vi phạm tốc độ, vi phạm các cái vi phạm khác trên cái tuyến quốc lộ bằng cái hệ thống giám sát camera trên tuyến. Hiện tại, khó khăn nhất đối với Quảng Trị là hạ tầng giao thông trên quốc lộ 9 và thành phố Đông Hà chưa được khắc phục. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đối với người dân khi phải lưu thông trên những tuyến đường hạ tầng bất cập. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Ngoài đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Trong đó có ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, năm 2017, thì ông Nguyễn Mạnh Quyền là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán năm 2017. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp bổ sung ngân sách cho Sở này, trong đó có dự toán gói thầu số hóa trị giá hơn 18 tỷ đồng.
Tháng 12 năm 2017, ông Quyền tiếp tục ký quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước. Trong đó, phần kinh phí thực hiện số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch Đầu tư là hơn 18 tỷ đồng. Đến đầu năm 2018, sau khi Sở mời thầu gói số hóa, liên danh Nhật Cường, Đông Kinh tiếp tục được chọn làm nhà thầu và được Sở Kế hoạch Đầu tư thanh toán gần 17 tỷ. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định ông Quyền không trực tiếp chỉ đạo hay là tham gia tổ chức đấu thầu hai gói số hóa. Tuy nhiên, với tư cách là Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Quyền là thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách, phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm khi đấu thầu. Thưa quý vị, do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền về sai phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với nguyên giám đốc Sở. Cơ quan điều tra đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xử lý. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bình Dương, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty 3 tháng 2. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Cảnh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc khởi tố bắt tạm giam các bị can liên quan đến Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 chuyển nhượng khu đất vàng 43 ha và 145 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, thấp hơn bảng giá đất quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo điều tra, đối với 43 ha thì công ty mùng 3 tháng 2 đã chuyển nhượng với giá là 250 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước việc người dân đua nhau mua máy thở, máy tạo oxy để dự phòng cho tình huống xấu, thì Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không nên tự mua hay là tích trữ máy thở, máy tạo oxy tại nhà, tránh lãng phí không cần thiết. Bộ Y tế cũng đã khẳng định không để bệnh nhân thiếu máy thở, không để thiếu trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ đối với nhân viên y tế. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường hệ thống ECMO, máy lọc máu liên tục, hệ thống thở oxy dòng cao, máy theo dõi bệnh nhân, máy tạo oxy, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy phun khử khuẩn, khẩu trang N95 cho các địa phương. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng quá mức nên trong thời gian vừa qua đã có hiện tượng nhiều người tiêu dùng đổ xô đi mua máy thở, máy tạo oxy để dự trữ và sẵn sàng dùng tại nhà. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, chuyên gia của Bộ Y tế đã có cảnh báo việc người tiêu dùng tự ý mua các thiết bị tạo oxy để sử dụng tại nhà là không cần thiết, có thể gây lãng phí vì không thể tự sử dụng. Ngoài ra, khi mắc COVID-19 thì người bệnh cần được điều trị chuyên biệt, không thể đơn thuần điều trị tại nhà với oxy y tế và máy thở được. Hơn nữa, việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ, hệ thống oxy, hệ thống khí nén, cần có thầy thuốc là bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn bài bản để vận hành. Bộ Công Thương cũng cho biết nguồn oxy có từ bình nén, oxy lỏng, máy tách oxy, nếu không được kiểm tra tư vấn trước khi dùng thì người bệnh dễ bị ứ khí CO2, thậm chí là ngưng thở. Ngoài ra, bình chứa khí oxy là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn, là nguồn gây cháy nổ rất lớn khi va đập hoặc là biến đổi nhiệt nếu để gần nguồn lửa như là hút thuốc hay là tháo lắp van, giảm áp sai quy định. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng khuyến cáo người tiêu dùng không tự ý đổ xô đi mua máy thở, máy tạo oxy tạo thành phong trào, gây ra sự khan hiếm và đội giá sản phẩm, dẫn đến việc tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo hoặc là bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó thì cũng không tự ý sử dụng máy thở, máy tạo oxy tại nhà vì đây là một công việc cần có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và có đầy đủ trang thiết bị đi kèm. Khi cần tư vấn về chuyên môn thì người tiêu dùng có thể liên hệ với đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095. Chúng tôi xin được nhắc lại 1900 9095 để được hướng dẫn cụ thể.
Còn tại tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Dĩ An vừa phong tỏa toàn bộ công ty cổ phần gỗ kỹ nghệ Long Việt tại phường Tân Đông Hiệp thành phố Dĩ An, đồng thời đưa 248 công nhân đi điều trị COVID-19. Đây là công ty sản xuất theo phương án 3 tại chỗ từ ngày 10 tháng 7 với 288 công nhân ở tại công ty. Trước đó, từ ngày 20 tháng 7, công ty Long Việt tổ chức tự test nhanh sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ công nhân, phát hiện 240 trường hợp dương tính. Kết quả xét nghiệm real-time PCR sau đó tiếp tục khẳng định dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Dĩ An, công ty này đã không khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương. Mãi đến ngày 25 tháng 7, công ty Long Việt mới đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền địa phương hỗ trợ. Với lý do 248 ca dương tính F0 thật sự quá lớn, vượt khả năng kiểm soát dịch bệnh của công ty này. Thưa quý vị, mới đây trên tài khoản Facebook Phan Minh Hai đăng clip Công an xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt người dân khi đi mua thực phẩm thiết yếu vào ngày 21 tháng 7, gây xôn xao trên mạng xã hội. Trưa nay ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Tây cho biết là những nội dung phản ánh trong clip này không đúng sự thật. Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, Tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của xã Ninh Tây phát hiện ông Nguyễn Rõ, sinh năm 1975, trú tại xã Ninh Sim, chạy xe máy biển số 79H176822, chở thùng đựng cá ướp lạnh đi bán dạo trên địa bàn xã Ninh Tây. Tổ kiểm tra đã đề nghị ông Rõ dừng xe và làm việc. Ông Rõ thừa nhận mình đi bán cá dạo ở Ninh Tây đã 2 ngày qua, và thừa nhận hành vi của mình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 16 của chính phủ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt đối với ông Nguyễn Rõ 2 triệu đồng. Ông Rõ đã chấp hành, điểm chỉ vào biên bản. Trong quá trình làm việc, không có tổ chức cá nhân nào thực hiện việc quay phim, chụp hình. Vụ việc sau đó đã được tài khoản Facebook Phan Minh Hải đăng tải với lời bình Tổ tuần tra kiểm soát của xã Ninh Tây xử phạt người dân đi mua cá về ăn. Trong clip, ông Nguyễn Rõ đã cung cấp thông tin sai sự thật khi nói rằng mình đi dẫy trên Ninh Tây, thấy người dân câu được nên mua về cho gia đình ăn. Tuy nhiên, thực tế trong clip, số cá trên là cá biển. Trước những tranh cãi về việc hàng hóa thiết yếu là những mặt hàng nào, ở nhiều tỉnh miền Tây đã ra văn bản hướng dẫn cụ thể về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đề xuất danh mục các nhóm hàng hóa thiết yếu gồm hàng tươi sống như thịt, thủy sản, rau củ quả, trái cây, trứng, hàng công nghệ phẩm gồm bánh kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu ăn, sữa các loại, mì gói và các loại thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân như nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng. Lương thực gồm các loại gạo, nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, tinh bột, bột và các sản phẩm từ tinh bột. Thiết bị vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, đồ dùng vệ sinh cá nhân, xăng dầu, ga, khí đốt, sản phẩm thức ăn, thuốc, vật nuôi trên cạn và thủy sản, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tại tỉnh Sóc Trăng, danh mục hàng hóa thiết yếu tại Sóc Trăng được quy định tương tự như tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, danh mục các nhu cầu thiết yếu khác được quy định rõ hơn như khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh. Tương tự, các tỉnh thành khác như An Giang và Cần Thơ đều đã ra văn bản hướng dẫn cụ thể về danh mục hàng hóa thiết yếu để áp dụng trong những ngày các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Bắt giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài về tội tham ô tài sản. Ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Chí Thành, 59 tuổi, trú tại tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, chức vụ giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Lê Văn Lộc, 54 tuổi, trú tại 380 đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, chức vụ phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2021, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều phương tiện thông tin báo chí đã đưa tin bài phản ánh tình trạng cảng hàng không quốc tế Phú Bài chỉ cho phép một doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi độc quyền đón khách tại khu vực ga đến sân bay Phú Bài, khiến hành khách không có sự lựa chọn dịch vụ vận tải khi đến cảng. Do bức xúc, một số hành khách đã di chuyển bộ cùng hành lý với quãng đường gần 1 km từ cảng hàng không quốc tế Phú Bài ra quốc lộ 1A để đi xe của các hãng taxi khác, gây phức tạp, mất an toàn giao thông và tình hình an ninh trật tự tại khu vực cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng như bên ngoài cảng trên tuyến quốc lộ 1A đi ngang qua. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết tin báo tội phạm.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Long, 43 tuổi, trú tại khu quy hoạch Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, chức vụ Tránh Văn phòng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Được biết, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021, trong quá trình tham gia quản lý, tiến hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, ba đối tượng gồm Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc và Trần Xuân Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của Cảng Hàng không thông qua nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài cho Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh, Taxi Vàng và Công ty Taxi TC Huế, Taxi Thành Công. Tổng số tiền Long chiếm đoạt được hơn 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nhậu giữa mùa dịch còn đăng ảnh lên mạng xã hội, 9 người bị phạt 150 triệu đồng. Không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, 9 người tổ chức ăn nhậu rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội đã bị xử phạt 150 triệu đồng. Ngày 28 tháng 7, Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính 9 đối tượng với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người quy định tại điểm C khoản 3 điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng. Trước đó, vào 0 giờ 5 phút ngày 25 tháng 7, Tổ tuần tra Công an thị trấn Dầu Tiếng phát hiện tại một căn nhà thuê thuộc khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng có 9 người tổ chức ăn uống, tập trung đông người. Quá trình ăn nhậu, những người này còn chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội. Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Thanh niên liều lĩnh đột nhập vào khu điều trị COVID-19 trộm cắp tài sản. Lê Trần Huy Phúc, 22 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh đã liều lĩnh đột nhập vào khu cách ly điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 để trộm tài sản. Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã giao Lê Trần Huy Phúc, 22 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh, cho khu cách ly tập trung huyện Lộc Ninh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Phúc là đối tượng đã liều lĩnh đột nhập vào khu vực cách ly điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh để trộm cắp tài sản. Hơn 8 giờ ngày 20 tháng 7, Công an huyện Lộc Ninh nhận tin báo rạng sáng cùng ngày có đối tượng lạ mặt đột nhập vào khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh lấy trộm tài sản, gồm 2 điện thoại di động 1,4 triệu đồng của 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thượng tá Minh Sơn Đông, trưởng Công an huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện, khẩn trương tiến hành truy xét, phải bắt giữ bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình điều tra truy xét đối tượng, yêu cầu phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, không gây lây nhiễm cho các cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly y tế theo quy định, không để lây nhiễm trong cộng đồng. Qua rà soát các đối tượng nằm trong diện nghi vấn, các trinh sát phát hiện đối tượng Lê Trần Huy Phúc khả nghi, đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và nghiện chơi game, bài đổi thưởng qua điện thoại di động. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tại ấp 11B, xã Lộc Thiện, công an đã tổ chức truy đuổi bắt giữ Phúc. Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh đã kịp thời có mặt phun thuốc khử khuẩn, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa đối tượng Lê Trần Huy Phúc về khu cách ly huyện để đấu tranh khai thác. Làm việc với công an, Phúc rất lì lợm, luôn quanh co chối tội, nhưng bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã buộc Lê Trần Huy Phúc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an sau đó đã thu hồi tài sản do Phúc đưa đi tiêu thụ tại cửa hàng điện thoại di động Thanh Long tại ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Do đối tượng Phúc vào khu vực người mắc COVID-19 đang điều trị, nên Phúc thuộc trường hợp F1. Tiến hành truy vết thời gian sau khi Phúc gây ra vụ trộm cắp tài sản, đã xác định có 4 F2 và 8 F3 liên quan đến Phúc. Lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly theo quy định và kịp thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Công an huyện Lộc Ninh đã bàn giao đối tượng Lê Trần Huy Phúc cho khu cách ly tập trung huyện Lộc Ninh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Sau thời gian cách ly, cơ quan công an sẽ xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.